quá. Sao thế? Mới lắp bộ dung sức mà chạy dẫn với lộng cộng như sắp đứt. Hàng nhái ra thị trường nhiều lắm. Ở chỗ tôi hiểu, uy tín mới được cả. Nhân sức Goico được nhập khẩu từ Thái Lan. Sản phẩm đẳng tiêu chuẩn Âu em của châu Âu được bảo hành 20.000 km. Goico Việt Nhật có đủ linh kiện xe máy đạt tiêu chuẩn ISO. Khi gặp sự cố, hãy nhớ sự